tháng 5, gần đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 thì thị trường hoa tươi lại tấp nập, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Vào dịp lễ năm nay, hoa tươi có nhiều chủng loại mới, đa dạng mẫu mã và có sức mua cao hơn so với năm ngoái. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 hay những dịp lễ khác, hoa tươi luôn là sự lựa chọn ưu tiên bởi đây được đánh giá quà ý nghĩa, phù hợp để tặng những người yêu thương. Ghi nhận tại Hà Nội, vào thời điểm này, dù chưa đến ngày lễ 8 tháng 3, nhưng thị trường hoa tươi đang rất sôi động. Khắp các con đường, cửa hàng hoa tươi đều trưng bày số lượng hoa nhiều hơn với ngày thường, với hình thức đa dạng, đầy đủ mẫu mã, màu sắc để phục vụ nhu cầu khách hàng nhân dịp ngày lễ. Các tuyến phố như Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy đã có nhiều cửa hàng bày bán các sản phẩm hoa tươi từ ngày 3 tháng 3 để phục vụ đơn đặt hàng. Tại một cửa hàng hoa tươi ở đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, chị Vân, chủ cửa hàng cho biết. Vào những ngày lễ, lượng khách đến mua và đặt đơn tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Giá bán dù có thay đổi tăng lên chút do giá nhập tăng, nhưng lượng khách hàng vẫn mua nhiều. Bây giờ hôm nay là 16 nên em cảm thấy là thấy mọi người đi hoa mua hoa nhiều lắm. Mọi hôm là mọi người sẽ mua trước hoặc là gần để cho nó giá rẻ. Nhà em nhận độ 5 đến 10 đơn thôi, đã có thôi. Nếu mà dễ này độ 50 gì đấy. Hoa nhà em thì thường bán là hoa hồng như loại này. Hướng đến tệp khách hàng là người trung niên, các doanh nghiệp, công ty nắm bắt nhu cầu của khách hàng, chị Vân đã cho nhập thêm nhiều loại mẫu mã mới. Nhiều màu sắc nổi bật, bắt mắt như hoa mao lương, các loại hoa hồng nhập khẩu, nhiều màu sắc khác nhau, hoa cẩm tú cầu, mẫu đơn kép. Giá của các loại hoa này dao động từ 100 đến 300 nghìn đồng, mỗi bó sẽ dao động từ 500 nghìn, 1 triệu đến 3 triệu đồng, tùy từng loại kích thước. Do là ngày lễ nên lượng khách hàng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Cửa hàng của chị Vân phải tuyển thêm thợ cắm hoa để kịp bán hàng cho khách. Nắm bắt được nhu cầu của các bạn trẻ vào dịp lễ 8 tháng 3, chị Hà, chủ cửa hàng hoa tươi Việt Hà ở đường Nguyễn Khang, Hà Nội, đã thiết kế ra những mẫu hoa mới được các bạn trẻ rất yêu thích. Mỗi bó hoa thường dao động từ 100 đến 500 nghìn đồng, phù hợp với túi tiền của các bạn trẻ. Dù giá rẻ nhưng các mẫu hoa ở đây rất đa dạng mẫu mã, đủ màu sắc để lựa chọn. Theo chị Hà chia sẻ, vào ngày lễ giá của các loại hoa dù có tăng cao nhưng chị vẫn bán giá đúng ngày thường để sinh viên, các bạn trẻ đến mua ủng hộ. Các bạn mua năm nay là đông hơn năm ngoái. Đấy mà lượng hoa của năm nay cũng phong phú hơn, nó nhiều mẫu đa dạng hơn và mua nó cũng dễ dàng hơn. Mặc dù hoa ngày lễ này nó rất là đắt, nhưng mà cửa hàng nhà cô là phục vụ nhu cầu các bạn sinh viên là nhiều, nên là cô không lên giá, cô sẽ phục vụ các bạn, tri ân các bạn những ngày này để các ngày thường các bạn đến đây với cô nhiều hơn, nên là cô không lên giá. Bó hoa ngày thường cô bán 100, 150, 200 thì ngày này cô vẫn bán như thế, nên là để cho các bạn giới thiệu đến đây của cô nhiều hơn. Ngoài bán các sản phẩm hoa tươi, chị Hà còn bán các mặt hàng hoa giả như hoa sáp, hoa lụa để thu hút thêm người tiêu dùng. Các loại hoa này được thiết kế sắc nét, tinh xảo, màu sắc đa dạng, phong phú, không kém gì hoa tươi. Dù thế, theo chia sẻ từ chủ cửa hàng, mặt hàng hoa giả vẫn không bán chạy bằng hoa tươi. Hiện nay, hoa tươi vẫn luôn là sự ưu tiên lựa chọn hàng đầu, luôn là mặt hàng có sức tiêu thụ nhiều nhất dù thị trường xuất hiện nhiều mẫu mã quà tặng mới. Mỗi bó hoa dù to hay nhỏ, dù có giá trị khác nhau, nhưng ý nghĩa của món quà không nằm ở giá trị vật chất mà chính là ở tấm lòng và tâm ý của người tặng muốn gửi gắm thông qua đó.